chống liệt hóa của cái chương là chương amin, amino acid, peptide và protein ạ. Nào câu số 1 ạ. Câu số 1 ạ. Công thức phân tử của dimetinamin ạ. Công thức phân tử của dimetinamin là gì ạ? Dimetinamin CH3 NH CH3 CH3 NH CH3 CH3 NH CH3. Vậy thì công thức phân tử của nó là gì ạ? C2H7N C2H7N. Ok ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B ạ. Chúng mình sẽ chữa kỹ để cho các bạn mất gốc cũng có thể theo dõi được. Đây là buổi học chống liệt hóa. Nên là rất là mong muốn là tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học này thì giúp chú Vinh tag các bạn của các cháu vào đây vậy ạ. Ok ạ, thank you các cháu ạ. Nào nào, câu số 2 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 ạ? Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 ạ? Amin bậc 1 ạ. Amin bậc 1 là tất cả những anh mà nó có dạng là R, NH2, có nghĩa là nó có nhóm NH2 thì nó là amin bậc 1 các cháu nhé. Đấy, cứ nhớ lời chú Vinh như vậy ạ. Nó là amin, nó cứ có dạng là RNH2 thì nó là amin bậc 1. Thế thì câu chuyện nó đơn giản lắm. Câu chuyện nó cực kỳ đơn giản thôi. Nên là các cháu cứ chú ý thôi là làm được hết. Ok ạ, nó rất là dễ. Nó rất rất dễ luôn ạ. Nào đáp án là gì ạ? Đáp án là gì ạ? Cho chú Vinh một cái đáp án với ạ. À, amin bậc 1 ạ, như chú Vinh vừa gợi ý là RNH2, các cháu cứ nhớ RNH2 thì nó là amin bậc 1 nhá. Đấy, đơn giản, dễ học. Ngon lành cành đào luôn ạ. Nào. Amin bậc 1 của chúng ta là gì? CH3 NH2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Còn anh ý A này là amin. À, sorry ạ, đây chúng mình mắt lé. Ôi trời ơi. Amin bậc 1 đây ạ. Đây ạ, CH3 NH2 đáp án C ạ. Còn lại đáp án A này là amin bậc 2, đáp án B này là amin bậc 3, đáp án D này là amin bậc 2 nhá. Câu số 3. Câu số 3, chất nào sau đây là amin bậc 2? Đấy, hỏi hết tất cả mọi thứ luôn ạ. Những cái câu này nó rất rất dễ luôn ạ. Amin bậc 2 là những anh mà có dạng R1, NH, R2, các cháu chỉ cần nhìn như vậy thôi. Có nghĩa là amin bậc 2 nó có nhóm thế là nhóm thế RH nhá. Amin bậc 2 nó có nhóm thế là nhóm thế RH. Vậy ạ, trong này ạ, NH2 là nhóm thế bậc 1 nhá. Đây là gì ạ? Bậc 1. Đây là gì ạ? Bậc 3. Vậy này, CH3 NH CH3 nhìn nhóm thế NH chưa? Vậy anh này chính xác nó là amin bậc 2. Ok, câu số 3 đáp án đúng là đáp án C, amin bậc 2. Câu số 4 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? Câu số 4, chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? Amin bậc 3, chất nào là amin bậc 3? Nào các cháu cùng nhìn xem ạ. Chất nào sau đây là amin bậc 3? Amin bậc 3 có dạng được là gì ạ? R1, N, R2, R3. Đấy, amin bậc 3 là R1, N, R2 và R3. Vậy thì hoàn toàn đây là nhóm NH2 nhá. Thì tại anh này là amin bậc 1, vứt. Đúng không ạ? Anh này là gì ạ? NH, amin bậc 2, vứt. Anh này là NH2, amin bậc 1, vứt. Vậy amin bậc 3 là gì? R1, N, R2, R3. Vậy nó chỉ là có thể là CH3 tất cả 3 lần N mà thôi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 5 ạ. Câu số 5. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây cho được sản phẩm có chứa nitơ? À, đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm của chứa nitơ? Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ, và giúp chú Vinh tắt tất cả các bạn của các cháu sợ bị liệt hóa vào đây vậy ạ. Thank you tất cả các cháu ạ. Nào câu số 5 ạ. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm chứa nitơ? Để muốn thu được sản phẩm chứa nitơ thì bên trong cái anh hợp chất hữu cơ đấy nó phải chứa nitơ đã đúng không? Nó phải chứa nitơ đã thì chất béo là không chứa nitơ. Đúng không? Tinh bột cũng vậy, sen cũng vậy, chỉ có protein là có NHCO thôi ạ thì nó có chứa nitơ. Vậy đốt cháy hoàn toàn thành protein thì thu được chứa nitơ. Câu số 6 ạ. À, câu số 6 có bao nhiêu liên kết peptide ở các cháu? Rồi, như câu này rất rất dễ ạ. Trời ơi, dễ lắm. Các cháu có bé đáp án cho mình coi xem nào. À, đây. À, xem nào, số liên kết peptide ạ, có bao nhiêu liên kết peptide trong này ạ? Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ? Rất nhiều cháu bị nhầm câu này nhá. Các cháu nhìn chúng mình đếm nhá. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, nó có 3 liên kết peptide nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án B, bỏ. 3. Câu tiếp theo, câu số 7. Câu tiếp theo, câu số 7 ạ. Trong phân tử tử gliala amino acid đầu C thì chứa nhóm nào? Eo ơi, lại là một câu như cho điểm nữa. Lại là một câu như cho điểm nữa. À, dĩ nhiên rồi, đây là phần chống liệt mà. À, đúng không? Thì là dạy cho các bạn mà sợ bị liệt hóa. Thế nên là các cháu chú ý nhá. Ở đây này, trong phân tử gliala amino acid đầu C chứa nhóm gì? Thì đầu C thì nó sẽ chứa nhóm COOH. Ok không ạ? Đầu C nó sẽ chứa nhóm COOH. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C.
Đầu C chứa nhóm COH. Ok ạ, chúng mình thấy có rất rất nhiều bạn comment đúng ạ. Câu số 8 ạ. Câu số 8, hợp chất này có tên gọi là gì ạ? Đấy, mình chỉ cần gọi được tên của hợp chất này là mình ăn được 0,25 điểm ạ. Mình chỉ cần gọi được tên của hợp chất này thì mình ăn được 0,25 điểm ạ. Nào, hợp chất này có tên gọi là gì ạ? Anh gì ạ? Mình có thể bấm phân tử khối này bằng 75 luôn. 75 thì nó chỉ có thể là glycine mà thôi. Được chưa? Glycine nhá. Glycine đáp án đúng là đáp án C. Ok, ngu mà vẫn làm được là thắng rồi nhá. Cái chỗ này là mình chỉ cần là ôn để cho chống liệt thôi mà. Chống liệt thì ôn nó dễ lắm. Câu số 9 ạ. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ạ? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Quỳ tím chuyển thành màu xanh vậy khi và chỉ khi nó có tính 3 giờ nhá. 3 giờ thì sẽ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Ok ạ, các cháu cùng comment đáp án xem câu số 9 đáp án gì ạ. Quỳ tím chuyển thành màu xanh ạ. Glycine thì glycine của chúng ta thì có một nhóm COH và một nhóm NH2 thì là không đổi màu đúng không? Metinamin CH3 NH2 thì làm quỳ tím đổi thành màu xanh. Vậy đáp án đúng là đáp án B ạ. Được chưa? Ok ạ. Anilin thì không làm quỳ đổi màu. Glucose cũng vậy, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu số 10. Câu số 10 ạ. Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc ạ? Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc ạ? Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc ạ? Xem nào. Câu số 10 ạ. Trong câu số 10 này, dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc ạ? Nào, các cháu cùng comment đáp án xem cho chú Minh xem đáp án gì ạ. Phản ứng tráng bạc ạ. Muốn có phản ứng tráng bạc thì phải có chó hoặc COH, thì tất cả bọn này đều không có chó. Nhưng là có một anh đặc biệt ạ, đó là anh glucose, à, anh fructose. Anh fructose thì trong môi trường kiềm thì nó chuyển thành glucose, đúng không ạ? Vậy cháu C fructose có phản ứng tráng bạc các cháu nhá. Ok ạ, câu số 10 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu số 11 ạ. Câu số 11, chất có phản ứng màu bí ổ rê là. Câu số 11, chất có phản ứng màu bí ổ rê là chất nào? Chất có phản ứng màu bí ổ rê là chất nào ạ? Bí ổ rê thì nó chỉ phản ứng với lại các anh mà từ tripeptide trở lên mà thôi. Thế thì anh chất béo là không thể có bí ổ rê được, tinh bột càng không đúng không? Saccharose cũng không, vì thì chỉ có anh protein thì mới có phản ứng màu bí ổ rê thôi. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu số 12. Câu số 12, chất không có phản ứng thủy phân là. Chất không có phản ứng thủy phân là. Nào các cháu cùng ngó cho chúng mình xem ạ, trong này chất nào mà không có phản ứng thủy phân ạ? Ở đây chúng ta lưu ý ạ, để có phản ứng thủy phân thì etinacetat là có thủy phân nhá. Etinacetat là có thủy phân này. Vứt này. Gliala là dipeptide cũng có thủy phân này. Vứt này. Đúng không ạ? Saccharose thì cũng có thủy phân bởi nó thủy phân tạo thành alpha glu và beta group này, cũng vứt này. Vậy chất mà không có phản ứng thủy phân thì ở đây chỉ có là bọn monosaccharide là glucose mà thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok ạ. Hello ạ. Chào tất cả các cháu. Hôm nay đây là phần học chống liệt hóa của chúng mình. Phần chương amin amino acid peptide protein để giúp đỡ cho các cháu đội các cháu trong kỳ thi ạ. Ok ạ, các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay, giúp chú Minh chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free và giúp chú Minh tác các bạn sợ bất gốc, sợ bị liệt hóa của các cháu vào đây ạ, để chú Minh độ ạ. Học cái này là hết sợ. Amino acid có phân tử khối nhỏ nhất là amino acid có phân tử khối nhỏ nhất là glycine chúng ta là bằng 75 đúng không? Alanin của chúng ta là bằng 89. Valin của chúng ta là bằng 117. Lysine của chúng ta là bằng 146. Vậy amino acid có phân tử khối nhỏ nhất. Thực ra thì các cháu làm và các cháu không cần để thuộc là thằng nào có phân tử khối nhỏ nhất đâu. Các cháu cần nhớ chú Minh ạ. Đứng đầu sẽ đồng đẳng là glycine. Glycine là 75. Vậy thì chắc chắn cái anh glycine này nó sẽ có phân tử khối là nhỏ nhất. Đáp án đúng là đáp án A. Ok nhá. Câu số 14 ạ. Câu số 14 ạ. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu ạ? Câu số 14. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu ạ? Theo các cháu nghĩ thì là dung dịch nào không làm quỳ tím chuyển màu ạ? Dung dịch nào không làm quỳ tím chuyển màu ạ? Trong các dung dịch sau ạ, dung dịch nào không làm quỳ tím chuyển màu ạ? Etinamin C2H5 NH2, cháu này làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Metinamin CH3 NH2, cháu này làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Trimetinamin CH3 NCH3 CH3, cháu này làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Vậy không làm quỳ tím chuyển màu là chỉ có cháu anilin mà thôi. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Dễ mà, toàn các câu dễ. Được chưa ạ? Câu số 17 ạ. Câu số 17, phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là phản ứng ạ? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Ok các cháu ơi, đáp án nào đúng ạ? Comment một đáp án mà cháu nghĩ là nó đúng ở đây với ạ.
tất cả các amin đều làm quỷ tím bẩm chuyển thành màu xanh. Có phải không ạ? Không phải ạ. Anilin làm quỷ tím chuyển thành không đổi màu, đúng không? Ở nhiệt độ thường các amin đều tan trong nước, sai ạ. Anilin tan ít trong nước. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin thì có thể dùng dung dịch HCl, chính xác. Tại vì anh anilin nó phản ứng được với HCl nhá. C6H5 cộng với HCl để tạo thành C6H5 NH3 Cl. Có. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin thì có thể dùng HCl. Ok. Đáp án đúng câu 17 chúng ta là đáp án C. Câu 18 ạ. 18 đáp án gì ạ? 18 đáp án gì ạ? Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Đây là một buổi học chống liệt hóa nên là rất là mong muốn các cháu đã đang theo dõi buổi học này hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tác tất cả các bạn bị sợ liệt hóa các cháu ở đây vậy ạ. Câu số 18 ạ. Câu số 18 ạ. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là polyethylene được điều chế bằng phản ứng chúng ngưng, sai ạ, trùng hợp. Ở điều kiện thường thì anilin là chất rắn, sai ạ, chất lỏng ạ. Tinh bột thuộc loại polysaccharide, cái này chính xác. Thủy phân hoàn toàn albumin của lòng trắng trứng thì albumin của lòng trắng trứng đó là polypeptide, à nó là gì ạ? Protein dạng đơn giản thì thu được alpha amino acid, chính xác. Ở điều kiện thích hợp thì triolin tham gia phản ứng cộng hydro, chính xác. Vậy ở đây mình có số phát biểu đúng là C, E, F, mình có 3 phát biểu đúng nhá. Tổng cộng mình có 3 phát biểu đúng. C, E, F. Được chưa? 3 phát biểu đúng, đáp án đúng là đáp án A. 3. Câu số 19 ạ. Câu số 19 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu số 19. Phát biểu nào sau đây là sai? Protein là cơ sở tạo nên sự sống. Chính xác, đúng không ạ? Protein đơn giản là những chất có tối đa 10 liên kết peptide, sai ạ. Protein, được chưa? Protein thì làm sao ạ? Đơn giản là những protein được cấu tạo bởi từ các gốc alpha glucosơ, đúng chưa? Được chưa? Vậy ở đây chúng ta có ạ. Ở đây chúng ta có ạ, protein đơn giản, đây cái thằng này là sai ạ, B sai ạ. B sai ạ. Ok ạ. Nhá, B sai. Nào câu số 20 ạ. Câu số 20. Cho các chất sau dãy gồm các chất đều tác dụng đối với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là theo anh cháu nghĩ thì ở trong này cái dãy nào mà đều tác dụng được với cả NaOH và cả dung dịch HCl ạ? Xem nào ạ. Chất nào ạ? Chất nào mà vừa tác dụng được với cả dung dịch NaOH và cả dung dịch HCl? Thế thì để tác dụng với cả NaOH và cả HCl nhá thì anh này có nhóm CH thì tác dụng được với HCl. Có nhóm CH thì tác dụng NaOH, nhóm NH2 tác dụng HCl, được luôn. Đúng chưa? Anh này có. Anh này nhìn ạ, anh này là amin. Anh này là amin. Amin thì chỉ tác dụng HCl, không tác dụng với NaOH, đúng không ạ? Vậy là loại thằng Z. Vậy chỗ nào có Z là loại Z. Ok ạ, rất là dễ thôi ạ, chỗ nào có Z loại Z. Loại Z, loại Z. Đúng không? Loại Z. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ còn là đáp án B, bò mà thôi. Dễ không ạ các cháu? Quá dễ ạ, chống liệt hóa nó đơn giản vậy thôi ạ. Câu số 21. Câu số 21 ạ. Cho dãy các chất sau. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là. Trong dãy này có bao nhiêu chất phản ứng với dung dịch NaOH mà đun nóng? Xem nhá, tripalmitin nó là gì ạ? Nó là chất béo. Chất béo thì chắc chắn thủy phân trong môi trường NaOH một cháu. Acid amino acetic có nhóm COH có. Ala gly glu có liên kết NHCO là liên kết peptide có. Etin propionate có, bởi nó là este. 1 cháu, 2 cháu, 3 cháu, 4 cháu. Chúng ta tổng cộng có 4 cháu. Nên đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? 4 cháu là B, bò các cháu nhá. B, bò. Chúng mình giải như vậy thì có nhanh quá không ạ? Chúng mình giải như vậy có nhanh quá không ạ? Ok ạ, chúng mình cố gắng để cho các cháu làm sớm sớm một chút để tí nữa các cháu còn phải ôn môn toán nhá. Câu số 22 ạ. Câu số 22. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chữ anilin thì hiện tượng quan sát được là. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin thì hiện tượng quan sát được là. Ok, nước brom mà vào anilin thì hiện tượng là gì ạ? Xuất hiện kết tủa máu, màu trắng nhé các cháu nhớ nhá. Anilin thì có kết tủa máu trắng. Ok. Câu 23. Câu 23. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là. 23. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là. Ethyl formate là 1, glucose 0, saccharose là 2, tinh bột là 3, glycine không bị thủy phân.
Vậy chúng ta có tổng cộng ạ, một hai cháu ạ, hai cháu bị thủy phân trong môi trường axit. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 24. Câu 24. Cho các chất sau. Cho các chất sau. Cho các chất sau, số chất bị thủy phân trong môi trường kỳ hợp lại. Đấy, đây là những cái câu chống liệt hóa rất là đơn giản thôi ạ. Cho các chất sau, số chất bị thủy phân trong môi trường kỳ hợp là etin acetat là 1, anilin 0, glucose 0, gliala là 2 vì nó có liên kết NaCO. Vậy mình chỉ có hai chất bị thủy phân trong môi trường kiềm thôi, nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 25. Câu 25. Cho các chất sau, số chất tham gia phản ứng thủy phân. Có bao nhiêu chất tham gia phản ứng thủy phân ạ? Saccharose thủy phân là 1, glucose 0, etin format thủy phân là 2, ala gliala là 3. Vậy chúng ta có 3 chất tham gia phản ứng thủy phân. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, 3. Câu 26 ạ. Câu 26 ạ. Sorry các cháu nhé, câu 23 chúng mình đếm nhầm ạ. Đây ạ, etin format, saccharose và tinh bột ạ. Ba cháu ạ, mắt chúng mình lé ạ. Sorry cả nhà. 23 đáp án D. Ok nhá. Câu 25 ạ. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là 1, 2, 3, 3 cháu. Câu 26 ạ. 26. Cho dãy các chất, thứ tự tăng dần lực ba dơ của các chất trong dãy là. Cho dãy các chất, thứ tự tăng dần lực ba dơ của các chất trong dãy là. Thế thì cái lực ba dơ mạnh nhất là gì ạ? CH3NH2. Đúng chưa? Yếu nhất là C6H5NH2 không làm kỳ tí đổi màu. Vậy là CAB. 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 Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. CAB. 27. 27. 27 nào các cháu ơi. 27 theo các cháu nghĩ là đáp án gì ạ? Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng oxy. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng oxy. Vậy chúng mình ký hiệu nó là CXHIN. Được chưa? Đốt cháy bằng oxy thì mình thu được này. Số mol CO2 là bằng 0,3. Số mol nước là bằng bao nhiêu ạ? Số mol nước là bằng 6,3. 6,3 chia 18 bằng 0,35. 0,35. Số mol nitơ đề bài cho là bằng 0,05. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình hoàn toàn có thể đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ nhé. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ mình có 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Được chưa? 0,05 nhân 2 bằng 0,1. Vậy suy ra chúng mình suy được số mol, số nguyên tử carbon là 0,3 chia 0,1 bằng 3. Loại cháu này. Số nguyên tử hydro 0,35 nhân 2 bằng 0,7 chia 0,1 bằng 7. Vậy nó là C3H7N. C3H7N. Ok chưa? C3H7N. Ok các cháu hiểu chưa? Sang câu 28 nào. Câu 28. 28 ạ. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X. Lại amin đơn chức ạ. CXHIN bằng oxy thì thu được N2 0,05. CO2 8,96 là bằng 0,4. Nước là 8,1 chia 18. 8,1 chia 18 bằng 0,45. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. 0,05 nhân 2 bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon là bằng 0,4 chia 0,1 thì bằng 4. Được chưa? Nó là C4. Vứt C4 nha. Tiếp tục ạ, bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro 0,45 nhân 2 là bằng 0,9 chia 0,1 là 9. C4H9N. Đáp án đúng là đáp án C. C4H9N. Ok. Dễ không ạ? Câu số 29. Câu số 29 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Đây là phần chống liệt hóa nhé, để chúng mình giúp cho tất cả những cái bạn nào đó mà bị sợ liệt hóa. Nên là rất mong muốn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay giúp chúng mình tách các bạn bị sợ liệt hóa vào đây ạ. Câu 29 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. Axit glutamic thì nó có hai nhóm COH và một nhóm NH2 nên làm quỳ tím chuyển thành màu hồng là đúng. Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chất, chính xác bởi vì nó có nhóm NH2 và nhóm COH. Dung dịch glycine không làm đổi màu phenol và phtalein. Glycine thì có một nhóm NH2 và một nhóm COH nên không làm đổi màu phenol và phtalein là đúng. Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa màu gì ở các cháu? Anilin mà tác dụng với nước brom thì nó phải tạo thành kết tủa màu trắng, ở đây lại là màu vàng. Sai ạ, màu trắng. Đáp án đúng đáp án gì? Câu